Phần 1. Nguồn gốc, nền tảng và lịch sử đạo gia Tôi hồ như mờ đi trong bóng dáng khói xương, như khói xương, tôi hòa vào người khác, như khói xương, họ hòa vào trong tôi. Mukuri, lịch sử đạo gia ẩn hiện phía sau bức màn huyền thoại. Dòng thời gian đã khuất lấp hầu như toàn bộ các sự kiện gắn liền với giai đoạn sơ khai của nó, chỉ để lại một vài nét tổng quan lơ mờ hiện ra dưới cái nhìn của giới sử gia các bậc thánh triết của đạo gia là những nhân vật có tiểu sử gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết ngụ ngôn và huyền thoại phần lớn những câu chuyện ấy xuất phát từ đạo giáo một tôn giáo có quá nhiều tín điều và hình thức thực hành tín ngưỡng điều may mắn là cùng với các bản văn cổ của đạo gia nguyên thủy tinh hoa tư tưởng của các bậc thánh triết ấy vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay dịch có thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tư tượng tự tự sinh bác quái kinh dịch hệ từ thượng hầu hết những gì chúng ta biết về các bậc triết gia Trung Hoa thời cổ đại đều xuất phát từ công trình nghiên cứu của hai cha con sử gia danh tiếng cha là Tư Mã Đàm SSU Ma Tang mất năm 110 trước Công Nguyên và con là Tư Mã Thiên SSU Ma Cộng Hòa Liên khoảng năm 145 86 trước Công Nguyên Tư Mã Đàm là thái lệnh sử dưới triều Hán sau khi ông mất Tư Mã Thiên kế nhiệm chức vị của cha và hoàn thành bộ sử ký. Bộ sử ký lừng danh ấy đã giúp các thế hệ sử gia sau này định hình nên bức tranh tổng quát về cuộc sống và tư tưởng của các bậc thánh triết Trung Hoa vĩ đại. Người Trung Hoa cổ đặt lòng tin vào một vũ trụ toàn nhất, niềm tin ấy tồn tại trước khi các triết thuyết của họ ra đời. Khởi thủy, vũ trụ là khối hỗn mang vô cùng tận được gọi là vô cực, chứa đựng mầm mống của vạn vật. Thái cực hình thành từ khối hỗn mang ấy, khi động thì sinh dương, khi tỉnh thì sinh âm, một động một tỉnh, cùng làm căn bản hỗ trợ cho nhau. một Kinh dịch, lý thuyết về quy luật vận hành của vũ trụ Quan sát và chiêm nghiệm quá trình vận động của vạn vật dịch tượng, các bậc thánh nhân Trung Hoa đã phát hiện ra quy luật biến dịch của trời đất và đúc kết nên nguyên lý, thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, Bát quái sinh 64 quái tượng trưng cho vạn vật muôn hình vạn trạng. Kinh dịch ra đời, trở thành nền tảng lý thuyết, giúp biết bao thế hệ trí giả Á Đông diễn giải thực tại, so xét quá khứ, dự đoán tương lai, hình thành lối sống và cung cách ứng xử phù hợp với quy luật vận hành của trời đất. Ngày nay, người ta vẫn còn mơ hồ về tác giả của kinh dịch chỉ biết rằng kinh đã được khổng tử soạn lại và kinh bao hàm nhiều tư tưởng ảo diệu về lẽ đạo thái cực được minh họa bằng một vòng tròn âm dương với một nửa màu trắng tượng trưng cho dương dương nghi và một nửa còn lại màu đen tượng trưng cho âm âm nghi hai nửa này lưỡng nghi ôm lấy nhau trong vòng tròn thái cực ở phần phát triển cực thịnh của dương nghi có một điểm đen tượng trưng cho mầm mống âm thiếu âm đang dần thành hình dương cực âm sinh ở phần phát triển cực thịnh của âm nghi có một điểm trắng tượng trưng cho mầm mống dương thiếu dương đang dần hình thành âm cực dương sinh âm um và dương cũng được thể hiện qua dạng vạch, dương được biểu thị bằng một vạch liền, âm um được biểu thị bằng một vạch đứt đoạn. Người Trung Hoa cổ đã chồng các vạch lên nhau theo những khuôn mẫu đặc thù dành cho mục đích chiêm nghiệm và lý giải thế giới thực tại. Chồng hai vạch lên nhau thành một cặp, chúng ta sẽ có bốn cặp tượng khác nhau như sau. Chồng ba vạch lên nhau, chúng ta sẽ có tám quẻ đơn khác nhau. Đó là tám kinh quái, hay còn gọi là bát quái tương truyền do vua Phục Hy năm 2852 2738 trước công nguyên lập ra hoặc quái. Càng, khôn là hai đầu cực của bát quái, đại diện cho trời và đất. Quẻ càng bao gồm ba vạch liền chỉ năng lực sáng tạo, quẻ khôn gồm ba vạch đứt đoạn chỉ năng lực tiếp nhận và hình thành. Càng là yếu tố sáng tạo, là ánh sáng, là người cha, là nhà lãnh đạo vân vân. Khôn là nguyên lý hình thành, là bóng tối, là mẹ, là người thừa hành vân vân. Các quẻ còn lại, chấn tượng sấm và tốn tượng gió, khảm tượng nước và ly tượng lửa, cứng tượng núi và đoài tượng đầm là ba cặp quẻ có cấu trúc các vạch âm dương đối xứng nhau, biểu thị cho các sự vật và khái niệm có đặc tính đối nghịch nhau. Bác quái thể hiện sự vận hành của nguyên lý âm dương ở giai đoạn hình thành các hình thể và khái niệm cơ bản giai đoạn tiểu thành. Khi cọ sát và điều hòa với nhau, các hình thể và khái niệm này đi vào giai đoạn đại thành, được thể hiện qua 64 trùng quái, hay quẻ sáu vạch là hai kinh quái chồng lên nhau mà thành, quái bên dưới được gọi là nội quái, quái bên trên được gọi là ngoại quái. Các bậc thánh nhân Trung Hoa thời cổ đã chiêm nghiệm và diễn giải các quái nói trên theo nguyên lý âm dương, đối chiếu với các sự vật hiện tượng có trong vũ trụ, từ đó phát hiện ra quy luật vận hành của trời đất và nhân tâm, quy luật ấy là đạo. Khi dịch là bộ sách đúc kết kho tàng tư tưởng minh triết ấy, nó thể hiện vũ trụ quan và nhân sinh quan của người Trung Hoa, là nền tảng của nền văn hóa và học thuật Á Đông. 2. Khí chi và đời sống tâm linh. Khi nói đến sự biến dịch của vũ trụ, chúng ta phải phân biệt hai khía cạnh của sự tồn tại, khí và hình. Khí là dương năng lực, thuộc trời, khí biến, tức năng lực theo thời tiết mà đổi thay. Hình là âm vật chất, thuộc đất hình hóa, tức là hình tượng của đất theo muôn vật mà thay đổi. Khí biến thì hình hóa, dương sinh thì âm thành. Theo người Trung Hoa cổ, vạn vật không chỉ là những hình thể, thân xác hay vật chất mang tính hiện tượng, tất cả đều là năng lượng, là thần hay khí, là dòng sinh lực không ngừng lưu chuyển trong vũ trụ và tác động lên mọi mặt của cuộc sống con người. Thực tế, y thuật nghệ thuật và võ thuật cổ truyền trung quốc đều được hình thành dựa trên cơ sở vận dụng lý thuyết về khả năng điều tiết và phát huy khí lực người trung hoa cổ cũng tin rằng khi người ta chết đi hình xác sẽ về với đất và thần khí cái thể phát tinh anh của mỗi con người sẽ hợp nhất với vũ trụ mọi người dù sống hay chết đều là một phần của dòng sinh lực lưu chuyển trong vũ trụ chính vì vậy con người có thể giao tiếp với tổ tiên thông qua các nghi thức thờ cúng và tế lễ những người đã khuất có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống dân gian đến đời sống hàng ngày của con cháu vì thế mới giao hòa theo lẽ âm dương trong vũ trụ mãi trường tồn đối với họ thời gian không kéo dài theo đường thẳng có điểm khởi đầu và điểm kết thúc như cách nghĩ của người phương tây thời gian xoay tròn như chuỗi xoắn một hình thức chuyển dịch tiệm tiến theo vòng xoay của vũ trụ cái chết không phải là một sự kết thúc đúng hơn đó chỉ là bước chuyển tiếp trong vòng xoay tạo hóa Mở ra tiềm năng hiện hữu ở trạng thái phi vật chất, các thế lực tự nhiên và siêu tự nhiên trong vũ trụ không ngừng biến dịch, liên tục tác động đến thế giới vật chất lẫn tâm linh. Ranh giới giữa hai thế giới ấy chỉ là bức màn ảo hóa, không hoàn toàn đóng kín, chai cứng hay bất khả thẩm thấu. 3. Ngũ hành. Người Trung Hoa tin rằng vạn vật được hình thành từ năm yếu tố cơ bản được gọi là ngũ hành, đó là kim, kim loại, một cây gỗ, thủy nước, hỏa lửa và thổ đất. Trong vũ trụ liên tục biến dịch, năm yếu tố ấy không ngừng biến hóa, tương tác qua lại với nhau theo hai chiều vận hành, tương sinh và tương khắc. Ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thí dụ, nước khiến cây cối xanh tươi, cây cháy trong lửa, lửa cháy thành tro đất, vân vân. Ngũ hành tương khắc, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Thí dụ, nước khiến lửa tác, lửa nung chảy kim loại, sắt thép chặt đứt cây gỗ, vân vân. Từ quá trình vận hành theo quy luật sinh khắc của ngũ hành, muôn vật liên tục biến hóa trong vòng sinh, trụ, dị, diệt. Mỗi sự vật hiện tượng thực sự tồn tại trong khoảng thời gian hữu hạn, chỉ có đạo hay sự vận hành của muôn vật theo quy luật biến dịch của vũ trụ là bất biến và thường hằng. 4. Sáu trường phái triết học Dựa trên nguyên lý vạn vật đồng nhất thể và không ngừng biến dịch, các triết gia và học giả Trung Hoa thời cổ đã phát triển những triết thuyết khác nhau. Tất cả đều nhắm đến mục đích mang đến cho con người một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc. Sự sách ghi nhận lại thời kỳ học thuật của các triết gia và biện sĩ nở rộ vào cuối đời nhà Chu khoảng 551-221 trước công nguyên, thời của Bách Gia Chư Tử Sử gia Tư Mã Đàm đã phân loại số học giả ấy ra làm sáu trường phái như sau. Thứ nhất, khổng gia, hay đạo nho, chú trọng học thức và lễ giáo. Nhà nho tin rằng con người có thể phát huy đức hạnh và tri thức của mình thông qua con đường giáo dục và thực hành những điều thuộc về lẽ phải. Thứ hai, mặc gia chủ trương kiềm ái con người yêu thương nhau trong một xã hội tương thân, tương ái, thượng hiền coi trọng bậc hiền thức và tiết kiệm. Thứ ba, danh gia thiên về luận lý đưa ra thuyết chính danh tìm kiếm sự phân biệt giữa danh tên gọi và thực sự vật thứ bốn pháp gia xem trọng hình luật và pháp quyền hơn là giáo dục đức hạnh và lễ giáo thứ năm âm dương gia vận dụng nguyên lý âm dương ngũ hành để xem xét các hiện tượng trong cõi trời đất bàn luận chuyện các hung thứ sáu đạo gia hay đạo lão đề cao đời sống chân chất hành vi thuần phát đức hạnh tự nhiên một cuộc sống thuận theo lẽ đạo. Một cuộc sống quân bình theo lẽ đạo cũng chính là chủ đề của những video này. Chú thích, một ông làm thái lệnh sửa đời Hán Vũ Đế từ năm 140 đến năm 110 trước công nguyên. Đó là chức quan giữ việc chép sử, xem xét thiên văn và làm lịch. Hai người đời thường dùng chữ tứ thánh để gọi chung bốn tác giả của dịch học. Đó là vua Phục khi đời Thái Cổ có công hoặc quái và trùng quái. Chu Văn Vương viết quái từ và thoáng từ. Chu công chu công đáng, còn của Văn Vương viết hào từ tượng từ. Khổng tử làm thập Dực thoáng truyện thượng và hạ, tượng truyện thượng và hạ, hệ từ truyện thương và hạ, văn ngôn truyện, thuyết quái truyện, tự quái truyện, tạp quái truyện. Ba trong chu dịch bản nghĩa, chu hy 1130 đến 1200 đời tống lý giải rằng, dịch vốn là sự biến động của âm dương thái cực vốn là cái lý của chúng trước hết ta thấy về lưỡng nghi vạch một vạch để chia âm dương sau đó về tứ tượng vạch hai vạch đủ để phân chia thái lão và thiếu cuối cùng về bác quái vạch ra ba vạch để tượng của tam tài thiên địa nhân được đầy đủ phương pháp này sở dĩ có được thực sự là do thứ tự tự nhiên trong công cuộc sáng tác kinh dịch của thánh nhân không cần phải nhờ đến mảy may trí lực nào mới thành được Bốn Phục Hy là vị vua đời Thái Cổ Trung Hoa, tượng trưng cho ánh sáng của mặt trời, mặt trăng nên còn được gọi là Thái Hạo. Ngài dạy dân cày ruộng, đánh cá, chăn nuôi các giống vật tế thần để xung vào việc bếp nút bào trù, nên còn được gọi là bào hy. Ngài vạch ra bát quái, làm thư khế, trị vị được 115 năm, truyền 15 đời, gồm 1260 năm. Năm Tây Sơn Chú Đức Tú viết, nếu lấy hai chữ quỷ thần mà nói thì thần là cái khí khi duỗi ra, giãn ra, quỷ là cái khí lúc co lại, thun lại. Khi khí duỗi ra thì thuộc dương nên là thần, khi co lại thuộc âm nên là quỷ. Như vậy thần là duỗi ra, quỷ là co về. Lấy con người mà luận thì lúc sống gọi là người, lúc chết gọi là quỷ, đó là sự phân biệt rõ rệt giữa sống và chết. Tuy nhiên, lấy sức sống mà nói thì từ nhỏ đến lớn là lúc duỗi ra từ lớn đến già từ già đến chết là khi khí đang duỗi mà co lại lấy lúc chết mà nói thì hồn du phách dáng thầm lặng vô hình đó là khi khí co về kịp đến lúc con cháu cúng tế lấy lòng thành mà cảm khiến hồn có thể tìm về đó lại là khi đang co mà duỗi chu hy cũng viết âm là tinh dương là khí cả hai tụ lại thành vật đó là sự duỗi ra của thần hồn bay lên phách dáng xuống tàn mà biến đi đó là sự co về của quỷ vậy. Sáu đại diện tiêu biểu cho các trường phái triết học ấy là Khổng Tử Khổng Gia, Mặc Tử Mặc Gia, Huệ Thi và Công Tôn Long Danh Gia, Hàng Phi Tử Pháp Gia, Trâu Diễn Âm Dương Gia, Lão Tử và Trang Tử Đạo Gia. Đến đây chúng tôi xin được phép tạm dừng về phần nguồn gốc, nền tảng và lược sử đạo gia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần 2 với nội dung lược sử đạo gia với Lão Tử và Đạo Đức Kinh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại